Hôm nay mình làm cá hấp cuốn bánh tráng nha cả nhà. Ở chợ mình mua 4 con về hấp bánh tráng ăn với lại rau. Hôm nay mình ngâm nấm năm cô, một chút xíu nấm mèo. Giờ mình cứa nó cho nó thấm nha. Cắt lên mình lát đó nhé. Giờ mình cắt nấm mình bỏ vô nè, đầy đủ loại nấm nè. Wow, rất là ngon luôn. Giá yeah, cái này được á, được không? Con để đây, cái này, để này thử. Cái này ba hai cái đây nè. Đây là thêm hai con nữa, mình bỏ gừng vô nhiều cho nó thơm nha, nó át cái màu mùi tanh. Cắt miếng ớt mình sẽ bỏ vào cá nha. Rồi bỏ ớt bỏ vào trong cá. Mình mới bỏ ớt xanh, ớt đỏ vào, bỏ chút xíu đường vào cho nó dịu lại nha. Bỏ cho mè. Có ớt có đồ hết rồi, rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ bỏ vô mè của Nhật. Cá đây cho nó thơm. Mình bỏ muỗng canh dầu mè vào nha. Được rồi, giờ mình bỏ miếng bún Nhật vào đây nha. Wow. Áo của đây bây giờ đây là đây. Cá hấp. Đây là bún tàu mình rửa nó xong rồi ngâm nó một tí bỏ vào hấp nó nha. Đừng ngâm nó lâu thì nó sẽ mềm. Và rất là ngon luôn á. À. Mà cái này không? Đây bỏ tiêu hột lên cho nó ngon nha cả nhà. Bỏ nhiều nhiều lên. Đó, tiêu hột ớt rồi vô. Giờ mình rửa nó nha. Đây là cây nước nhà nước không á. Rồi mình rau tí tô nhà mình luôn rất là tốt. Rau chua, lá đậu xanh, không có hiền đâu. Cây nhà lá vườn. Đây là một rổ rau rất là ngon luôn cả nhà ơi. Đủ thứ hết, rau tầm nè. Rau giáp cá, rau tí tô, rau cải. Còn được ghê mẹ. Đây là nước mắm ông xã mình pha, có thơm, có nêm, thơm đường, tỏi, ớt. Đây, cá mình đã hấp xong nha cả nhà. Này có bỏ chanh không ba? Okay. All right. Bún đâu rồi? Cái này là cây dưới bún đâu dưới á. Hai loại. Ai làm cho nó vậy? Mom idea. Yeah. Đó. Đâu đây dưới. Nha. Tô còn luôn nè. Rau thơm. Bún luộc rồi mà. Rau chua. Cái bé con vô đó con mua bún tàu con nói vậy mà nó hiểu quá. Có nói sao noodle China nó hiểu. China noodle. Ủa mình còn nhiều noodle China noodle mà sao lại chịu lại cái đó. Không hiểu. Chị con đi vô tìm lại là sao? Bỏ miếng xoài lên nữa. Good job. Đây cũng